Vâng ạ, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác ạ. Rất vui được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay. Video chủ đề là những chiếc đầu băng cối được rất nhiều các bác khách ở rất nhiều tỉnh gửi đến để cho bên em kiểm tra, bảo dưỡng và cũng như cân chỉnh sửa chữa. Vâng ạ, ngày hôm nay thì có 3 chiếc đầu băng cối Sony, Tech, 2 chiếc đầu Tech đấy, của 3 bác khách gửi ở các tỉnh về. Thì hôm nay em cũng đã tiến hành xử lý xong rồi. Vâng ạ, và trước khi bất kỳ một sản phẩm nào mà nhận hàng thì bên em đều sẽ ghi cái số điện thoại của khách trên này đầu tiên. Thứ hai là bệnh, nguyên nhân bệnh là như thế nào. Đấy, tất cả như thế. Vì những cái này nó rất là quan trọng. Những cái thông tin này để giúp cho anh em kỹ thuật bám vào cái bệnh này để sửa chữa các bác nhá. Nên là phải ghi rõ ở đây và số điện thoại. Số điện thoại này có tác dụng là gì ạ? Khi nhận hàng là biết là đây là số điện thoại của bác này. Và có vấn đề gì trong quá trình sửa chữa mà nó phát sinh thì bên em sẽ có số điện thoại để trao đổi với các bác, nhất là về vấn đề giá cả sửa chữa. Ví dụ có những cái đầu nó phát sinh thêm thì tốn chi phí hơn thì bên em phải báo thông báo các bác để các bác nắm bắt được cái tình hình. Nếu các bác ok đồng ý với phương án thì bên em sẽ tiến hành thay thế. Còn với những cái phương án mà nó chi phí nó cao quá thì em cũng khuyên khách hàng luôn, với những chiếc đầu sử dụng rồi mà giá bây giờ nó không cao mà tiền sửa quá nhiều hoặc là nó không khả thi, ví dụ đầu nó quá nát, nó quá cũ rồi đấy, mà cố sửa thì nhiều khi nó rất rủi ro, nó không thể chạy bền bỉ theo năm tháng được nữa. Nên là bọn em sẽ cân đối theo cái sản phẩm, đó là gì, cái tình trạng của từng cái máy một các bác nhé. Máy mà còn đẹp còn chất thì bọn em sẽ cố gắng xử lý cho các bác đấy, làm sao để cái giá nó phải phù hợp nhất, hợp lý nhất với từng dòng máy đấy. Còn với những cái máy mà nó giá trị đã thấp rồi mà sửa tiền sửa nó quá tiền máy hoặc nó gần bằng tiền máy thì tốt nhất em cũng khuyên khách hàng là gì, nên mua máy khác, không nên đầu tư vào những cái máy đấy. Hoặc máy nó quá nát rồi thì em cũng khuyên khách hàng luôn là sẽ không nên đầu tư vào cái máy đấy nữa, bởi vì các bác có sửa hết 500-700 một triệu thì nó cũng sẽ không thể lâu dài được, và như thế nó cứ lặp đi lặp lại như thế thì các bác rất là tốn công, tốn chi phí. Nên là những cái tiền mà chúng ta bỏ ra sửa chữa thì chúng ta nên để đó dành lại, thì chúng ta có thể mua một chiếc máy mới chúng ta dùng nó sẽ tốt hơn đấy. Thì theo quan điểm của em là như thế. Còn là với những chiếc máy mà cái chi phí sửa nó chỉ 500-700-800 một triệu trở về ấy, thì em có thể sẵn sàng là nên xử lý các bác nhé. Bởi vì những con máy bác mua 9-10 triệu này thì các bác bỏ ra chi phí khoảng 500-700 một triệu, tối đa là một triệu chẳng hạn, thì cái đấy là không, số tiền nó không phải là nhiều so với giá trị của máy, nên là chúng ta vẫn có thể bỏ cái số tiền ra để chúng ta xử lý được đấy. Thì qua cái câu chuyện đó thì hôm nay có 3 sản phẩm, là 3 khách hàng khác nhau đến từ 3 tỉnh khác nhau. Đấy, ví dụ như là chiếc đầu Sony này. Chiếc đầu Sony này là chiếc đầu chạy một motor, bác nhá, một motor chạy bánh tì bánh đá. Thì cái bệnh của bác ấy ghi là nổ vế, cơ hơi kêu. Thì thực ra nổ vế thì con đầu cối nào hoặc là con âm ly nào rồi sau thời gian này vẫn nổ vế là cái chuyện bình thường. Thứ nhất về thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến, thứ hai là gì? Cái linh kiện nó già hóa rồi, những con đèn kích ba chân là những con chăn chi tơ đấy thì nó sẽ bị nổ vế là chuyện bình thường các bác nhá. Nó có thể bị nổ hai vế hoặc một vế. Thì thông đường thì đây là cái bệnh rất là thường gặp, từ âm ly, từ đầu cối nó gặp thường xuyên luôn. Thì cái này thì xử lý nó sẽ là hết các bác nhá, và thay là thay cả hai bên. Ví dụ như bên trái nó bị nổ, bên phải nó chưa nổ thì bên em sẽ tiến hành thay là thay cả hai. Tránh trường hợp là nổ bên trái thay bên trái, xong bên phải nó chưa nổ thì chưa thay. Sau đó là gì? Đến lúc thời gian sau nó lại nổ bên phải này, các bác phải mất công gửi đi gửi xuống, thì thông thường bọn em sẽ thay cả hai vế cho các bác để các bác dùng nó sẽ mãi mãi nó bền luôn, nó sẽ không sợ ảnh hưởng cái vấn đề nữa khác, mà mình không tốn chi phí gửi đi gửi lại, và hai người cũng không mất hai lần tiền. Thì thông thường là những cái bệnh như thế thì bọn em sẽ xử lý cả hai vế. Tiền thì vẫn tính là một lần nhưng mà sẽ xử lý luôn cả hai, bởi vì cũng là cái công tháo máy ra thôi, cũng là cái công tháo đào máy ra rồi tìm bệnh, thì thông thường là sẽ xử lý cả hai vế cho cân. Đấy, thì chiếc này đã xong rồi các bác nhá, Sony của bác khách gửi xuống đây. Đấy, em nhớ hình như bác ở Phú Thọ với gì đấy, nhớ như thế. Đây số điện thoại em là có, số bác là 825, hai số cuối, ba số cuối là 825. Đấy, còn bác khách ở Hà Nội ạ, số điện thoại là 412 ở cuối cùng. Em chiếc này của bác ấy thì là một chiều không quay. Đấy, thì bây giờ xử lý xong hết rồi, quay ngọt ngào hết rồi, để phải tua vần play. Đấy, rồi bác ghi là bảo một chiều nó không quay. Đấy, thì bây giờ em cũng đã xử lý cho nó quay rồi nhá. Đấy, chiều ngược chiều xuôi này. Đấy, ok. Đấy, thì cũng em có alo cho bác thì bác đến lấy rồi. 4010S. Đấy. Tiếp theo sang chiếc máy 4300 của bác khách ở Thái Bình. Đấy, bác khách Thái Bình này thì là đây là quay chậm này. Đấy, trùng tay lấy tay vần trục nó mới quay này. Đấy, thì đây cái câu chuyện của bác khách Thái Bình nó như thế này. Đây, tức là cái trục này các bác này. Khi càng nó lên này,
khi các bác bật nguồn là khi các bác dâng gáng này, cái trục này phải quay. Thì thông thường cái trục này nó không quay đấy, thì phải lấy tay tác động vào thì nó mới quay đấy. Thì cái này cũng đã xử lý xong cho bác rồi đấy, đã ngọt được ngon rồi nha. Đấy, thì bác có xem được video này thì bác có thể chủ động đến lấy nha, hoặc là chiều em sẽ điện lại cho bác. Đấy, thì đã ngon rồi, tiếng tiếc cân đối hết rồi. Tech 4300, một trong dòng máy bán rất là nhiều đấy. Thì con này ngày xưa này em bán cho bác cái này mấy năm rồi đấy. Thì nội dung công việc là như thế ạ. Vâng ạ, bên em thì còn ngoài nhận sửa đầu băng cuối ra thì bên em còn rất nhiều các sự vụ khác. Các bác nào có nhu cầu hoặc chúng ta cứ lưu lại số điện thoại thôi. Ví dụ như các bác cần sửa chữa đầu băng cối này, sửa chữa âm ly này, đầu CD này, được chưa? Và làm các chương trình băng cối này, CD này, đĩa CD này, băng cassette này, thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ xử lý cho các bác. Kể cả các bác không mua ở đây, không mua ở đâu, không mua bất cứ ở nơi đâu, các bác cứ gửi về địa chỉ và ghi rõ bệnh lên cho em nha. Tất cả phải ghi số điện thoại và ghi cái bệnh của nó, hiện tượng nó như thế nào, phải ghi cụ thể, càng cụ thể càng tốt ạ, để bọn em sẽ bám theo cái yêu cầu đấy để xử lý cho các bác. Bởi vì có những cái đầu băng cối là nó gì ạ? Có những cái đầu băng cối là nó ban đầu nó không bị bệnh đâu, nhưng mà chỉ chạy một lúc sau nó nóng, nó bị bệnh. Thì các bác ghi rõ là chạy khoảng bao nhiêu phút thì nó bị bệnh, hoặc là nó chạy đến bao nhiêu băng thì nó bị bệnh, các bác ghi rõ ra. Bởi vì khi bọn em nhận được hàng là bọn em test, bọn em sẽ không test đâu ạ. Nếu mà nó phát hiện được bệnh, nó bệnh luôn thì bọn em sẽ biết. Còn có những cái đầu băng cối là nó sẽ không bị ngay, nó có thể là chạy nửa cuốn băng nó bị, hoặc nó bị chậm, hoặc nó bị méo tiếng, hoặc nó bị dừng đấy. Ví dụ thế thì các bác phải ghi rõ là đấy, là chạy bao nhiêu lâu thì nó bị cái gì, thì cái hiện tượng nó như thế nào. Thì các bác càng liệt kê kỹ bao nhiêu thì bên em càng xử lý nó triệt để bấy nhiêu các bác nhá. Còn nếu các bác ghi chung thì nhiều khi bọn em sẽ không thể là tìm hiểu hết được, và cũng không thể ấy được. Bệnh nào thì đào sâu bệnh đấy thôi, chứ bọn em không miên man sang những cái khác. Nhưng những cái bác nào mà cần chỉnh những cái gì đó thì các bác phải ghi vào giấy. Ví dụ là tôi cần chỉnh cái này nữa, cần chỉnh cái này nữa thì các bác phải ghi vào đấy. Chứ còn bọn em chỉ tập trung vào cái bệnh, ví dụ bệnh các bác ghi là bệnh không chạy thì em chỉ tập trung cái bệnh không chạy thôi, chứ bọn em cũng không lan man sang cái bệnh khác, hoặc là cũng không để ý quan tâm đến những cái chỗ khác làm gì cả, đúng không ạ? Chỗ nào hỏng đâu thì chúng ta chỉ đào tập trung vị trí đấy thôi. Còn với những cái bác mà không dặn hoặc không ghi lên giấy ấy, thì nhiều khi bọn em làm sót thì cái đấy thì cũng không nên trách bọn em được các bác nhá. Các bác lưu ý là các bác cứ có ghi những cái gạch đầu dòng ra, nội dung của nó là cái gì, sửa cái gì, bảo dưỡng cái gì, các bác ghi hết ở đấy ạ, thì bọn em sẽ làm đấy, nó sẽ tiện hơn, được chưa? Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đấy, bác nào mà quan tâm đến sản phẩm đầu băng cối này, và rất nhiều các sản phẩm quạt cổ này, giờ em còn rất là nhiều nha. Quạt cổ này, rồi là đầu tép này, đầu tép về Technic 3.2 2002 em mới về mấy con này. Đấy. Và sản phẩm có cả những cái sản phẩm máy lọc không khí, đấy, những máy bãi này về sẽ tháo ra để vệ sinh, lau chùi cân chỉnh. Đấy. Thì đây là những cái máy lọc các bác nhé, các bác thể máy lọc đấy. Lọc không khí máy bãi thì các bác nhìn là nó rất là bẩn, bụi bẩn, về là phải vệ sinh, vệ phải dọn màng lọc rồi rửa giấy các kiểu lên nó mới sạch sẽ mới đẹp được. Đấy, tốn rất là nhiều công rồi đấy các bác nhé, nhưng mà giá trị thì nó hấp dẫn hơn cho máy mới rất là nhiều. Đấy, máy mới thì các bác phải bỏ số tiền gần như gấp đôi, thì đối với những cái máy bãi như thế này khi dọn dẹp lên sạch thì nó cũng được 90%, thì các bác cũng có sử dụng an toàn. Nếu chúng ta thay lõi lọc hay là thay những cái màng lọc đi thì nó vẫn là đảm bảo vệ sinh và cũng dùng nó bền bỉ các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và những sản phẩm đầu băng cối đây, rất nhiều sản phẩm đầu băng cối giá rất là tốt các bác nha. Các bác cứ liên hệ bên em sẽ gửi ảnh cho các bác giá đầu băng cối từ 7-8 triệu, 12-30 triệu, 40 triệu các bác nha. Của Tech Akai rất là nhiều ạ. Chỉ các bác cứ cần cái gì các bác cứ inbox hoặc là kết bạn qua Zalo, gọi điện qua Zalo, nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ gửi ảnh cho các bác ạ. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và em xin chào, và số điện thoại em sẽ lưu ở trên tiêu đề bài viết các bác nhé. Cảm ơn ạ, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của bên Hoàng Gia Audio ạ.